những câu chuyện đời nhiều bất hạnh. Những nỗ lực để tìm con đường sống cho mình và người thân. Những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay vì bà con nghèo. Khát vọng sống, kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh. Quý vị thân mến, cuộc sống của người dân vùng cao quanh năm làm bạn với núi đồi, vườn tược vốn dĩ đã rất khó khăn, càng túng quẫn hơn trước cảnh đối diện với mùa màng thất bát mà phải gồng gánh một mình nuôi những đứa con thơ dại. Ở thôn Nam Hiệp 2, xã Ca Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, có người đàn ông tên Dương Xuân Quýnh mang số phận lận đận như thế. Tuổi trẻ bao năm vất vả ngược xuôi vì miếng cơm manh áo, giờ tuổi trạc tứ tuần, anh lại lao đao vì vất vả chạy chữa căn bệnh ung thư máu cho vợ. Tiền bạc vay vượn ngược xuôi mà cuối cùng người vợ cũng rời bỏ anh và ba đứa con côi cút ra đi mãi mãi. Giờ mình anh gồng gánh, vừa lo cho con được đến trường, vừa lo trả nợ, mà mảnh đất nông nghiệp đang thuê sau bao ngày cày cuốc vun xới đến vụ thu hoạch lại rớt giá thê thảm, khiến anh thêm một lần nữa trắng tay. Thời khắc đẹp nhất của lứa tuổi học trò, đó chính là những tháng ngày được cấp sách đến trường, cùng học tập, vui đùa bên thầy cô, bạn bè. Thế nhưng tuổi thơ của cô bé Dương Thị Kim Ánh lại ngập trong ánh mắt buồn thiêu thế này. Đó là kể từ lúc phát hiện mẹ bị căn bệnh ung thư máu quái ác. Mẹ mất, để lại những khoảng trống mênh mông. Thế nên đôi khi ngồi trong lớp, mà anh cứ bâng quơ nghĩ ngợi nhiều điều. Nhà nghèo, một mình cha chật vật nuôi ba chị em ăn học. Vậy nên để được đến trường, hai chị em Hà và Ánh phải luôn nhắc nhau nỗ lực không ngừng. Hàng ngày, hai chị em thay phiên chở nhau đi về trên chiếc xe đạp cũ. Qua đoạn dốc là đến đồi. Băng qua sườn cao là đường hẹp ngoằn ngoèo lên qua các thửa vườn giật cắp. Chiếc xe cà thàng cứ lọc xộc lách cách trên đá sỏi. Ngày khô còn dễ lèo lái, chưa mưa thì trầy trật bởi con dốc trơn, quánh đặc đất đỏ. Men xuống cái thung lũng tựa như lòng chảo. Thấp thoáng xa xa là căn nhà tôn của bốn cha con, nằm quạnh quẻ dưới vực sâu. Nắng chiếu lên mặt tôn hắt sáng, chói lòa. Ngôi nhà tạm chỉ khoảng 20 mét vuông, bốn bề đều bằng tôn. Ngày nóng bức, đêm lại lạnh buốt. Trong nhà không có gì quý giá ngoài ba đứa trẻ. Những buổi cha đi làm thuê không có nhà, hai chị em thay phiên trông chừng em và tự xoay sở chia nhau mọi việc. Ánh tuy là em giữa, nhưng lại xin đảm trách nhiều việc hơn vì sức khỏe của em vượt trội hơn chị. Thu Hà là chị lớn, lúc nhỏ bị té sông suýt chết, nên giờ cứ chậm chậm yếu ớt. Thỉnh thoảng Hà hay đau đầu, bị chảy máu cam bất thường mà không rõ nguyên nhân. Dù sức khỏe không tốt, thì nhưng cứ sau giờ đến trường, Hà lại rủ Ánh đi khắp các ngõ ngách của các nông trại gần kề, tìm vỏ chai lọ, nhặt bao bì cũ mang bán để kiếm tiền đi học. Công việc nhặt phế liệu tuy chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng ít ra cũng có được vài ngàn bớt gánh nặng cho cha. Nghĩ vậy nên bất chấp cái nắng vùng cao, hai chị em cứ miệt mài lang thang khắp ngõ. Mẹ mình á, mất bao lâu rồi con? Dạ. Mất hơn hồi tháng 9. Hồi tháng 9 năm ngoái? Dạ, năm 2023. Là lúc đó là mẹ bị bệnh gì mà mất? Dạ, ung thư máu giai đoạn cuối. Lúc mà mẹ mất á, mẹ có trăn trối điều gì với con không? Không có. Mẹ nói gì? Mẹ nói cố gắng học giỏi,
và phụ bố làm việc nhà, làm vườn, chăm sóc ba em và gia đình. Từ lúc mà mẹ mất á, con thấy cha mình như thế nào? Cha sức khỏe yếu hơn. Là do vì sao mà cha yếu con biết không? Nhà đi làm nhiều và khuya, cha vẫn cố đi làm để kiếm tiền nuôi ba chị em. Cha yếu hơn là con nhìn thấy hay là cha nói với con? Cha mệt mỏi, đau lưng, đau vai, đau chân. Người cha có bao giờ nhắc tới mẹ không? Có. Cha nhắc làm sao con? Dạ, bố nói là bố nhớ mẹ. Bố nói bố nhớ mẹ? Bố nhớ mẹ vậy còn tụi con như thế nào? Dạ, bố không còn nhớ mẹ. Rồi con có ai thắp nhang khấn với mẹ, tâm sự với mẹ không? Dạ có. Ừ, như bình thường á, à, con hay tâm sự gì với mẹ? Con tâm sự với mẹ. Mẹ ơi, cho con, cố cho con học giỏi để con lên lớp. Dạ, con nói như chị. Còn Vân, Vân có bao giờ thắp nhang nói với mẹ gì không? Vân nói gì với mẹ? Em bình thường ít nói như vậy hả? Dạ. Là em không có nói luôn hay sao? Dạ, lâu lâu mới nói thôi. Lâu lâu mới nói. Là trước lúc mà mẹ còn sống á, thì em có nói nhiều không? Dạ có. Rồi từ lúc nào mà em trở nên ít nói như vậy? Dạ, từ thì mới đây thôi. Mới đây. Bình thường á, ở nhà thì hai đứa con á, phụ gì cho cha được những việc gì? Dạ, được có. À, với lại làm hái cà nhổ lá. À, làm hái đậu nhiều con á. Là hái nhà người ta hả? Dạ. À, người ta cũng thuê mình. Dạ. Cái đó là bố kêu mình đi làm hay là tụi con tự ý tụi con đi làm? Dạ, con tự ý đi làm. Nhưng mà mình nhỏ quá, sao mình làm những việc đó mình không thấy cực hả? Dạ không. Bây giờ nếu như mà con được nói một cái câu gì đó với bố thì con sẽ nói điều gì? Con sẽ nói bố là đi làm về sớm nhưng cứ làm về muộn, chờ để ăn cơm, để sức khỏe. Còn con? Anh? Dạ, con muốn làm đủ sức về sớm. Về sớm về để giữ cho sức khỏe đầy đủ. Còn Vân, con có muốn nói gì với bố không? Bây giờ nếu như mà cho con một điều ước á, thì con sẽ ước điều gì? Nếu mà con có điều ước, con sẽ ước để sống lại, để nuôi cả ba chị em, gia đình. Ước cho mẹ sống lại. Điều ước dù biết không bao giờ thành hiện thực, nhưng những cô bé này vẫn ước, vẫn khát khao được một phép màu kỳ diệu nào đó được xảy ra trong đời. Người mẹ, người vợ, người thân yêu ra đi bất ngờ khiến mọi thứ như tan vỡ. Hơn một năm qua, người đàn ông nhỏ thó này khóc không biết bao nhiêu lần. Anh khóc vì nỗ lực gây dựng gia đình hơn 13 năm qua bỗng tan biến hết. Người đàn ông vốn dĩ mạnh mẽ cứng rắn trong anh giờ như thất thần, tiêu thụy, suy sụp trước mất mát và nỗi đau quá lớn. Thế nhưng vì các con, anh gạt nước mắt mà cố trụ vững. Bản thân mình anh khó nhọc sao cũng cam chịu, nhưng còn các con khổ cực anh không đành lòng. Nghĩ như vậy nên anh cố gắng gượng mà sống. Hiện nay cái nhà cửa mình đang ở đó là cái này đất của mình hay sao? Dạ, đất này đất em thuê, cả đất, cả vườn với cả nữa đây là em thuê luôn. Mình thuê bao nhiêu tiền? Dạ, 150 triệu. Mình không có đất hả anh? Dạ không. Nhưng mà đất ở dưới đây thì như là cái vấn đề thì vận chuyển hay thu hoạch đồ cũng khó khăn đúng không? Dạ, vận chuyển thì mùa nắng thì có xe người ta đến được. Còn mùa mưa thì mình phải gọi xe rời, xe máy cày á. Mình rời lên trên dốc, rồi mình phải trả tiền máy cày đấy cho người ta.
mà họ đến họ không mua thì mình phải đi chở đi cho bò người ta, thuê xe đi chở đi cho bò người ta cho đi ở trường vườn là nữa. Người ta không thu mua của mình luôn. Dạ. Rồi đem đi bỏ, đem đi cho người ta. Dạ. Nhiều thuê xe chở đi luôn. Coi như là mất trắng. Dạ. Rồi như vậy thì nếu như một tháng trung bình á thì vừa làm công vừa làm vườn như vậy thì anh có đủ trang trải chi phí cho cả gia đình không? Dạ, gọi chung thì chủ yếu là ăn thua nơi cái cháu nhỏ. Tháng đóng với tiền ăn là tháng gần cả triệu, 96 ngàn tháng. Còn mấy đứa nhỏ thì sáng bố nấu cơm cho cháu để mua đồ ăn đồ uống về để cho cháu nấu cơm cho cháu nó ăn rồi cháu nó mới đi học. Nhưng mà có khi nào á là cháu nó xin tiền đi học hay là đóng học gì đó anh không có đủ tiền để đóng cho con? Dạ cũng có chứ, thì em vẫn lên khất thầy khất cô có thì rồi để em đưa lên em đóng. Bây giờ không có, không có tiền thì em xin các cô các thầy, nếu mà không có tiền thì đóng trước nửa, đóng cái thẻ bảo hiểm cho cháu trước ấy. Thì em cố gắng thì em đi làm công rồi dành dụm lên đóng cho hai đứa nhỏ. Với trước tiên thì trường tiền trường với tiền sách vở là mình thì ấy cho cháu. Nhưng mà thiếu thốn quá thì có bao giờ mình có ý định là hay là mình cho nghỉ bớt không? Dạ không nhé. Giờ em giờ vợ chồng em không có chữ, giờ bắt buộc con em phải cho cháu nó đi học anh nó đoàn hoàng. Giờ mình không có cái không có điều kiện cỡ đâu, mình vay mượn gì mình phải cho con đi học cho nó kiếm được cái chữ. Nhưng mà anh làm nuôi ba đứa con vậy anh có sợ là lỡ như mình làm nhiều quá rồi sức mình không có sức em, khỏe? Em vẫn còn sợ, sợ một cái để em đổ bệnh xuống con em không ai nuôi cho em. Sợ em nằm một cái giống như mẹ nữa thôi. Em sợ lắm, có đủ em cố gắng tới giờ biết làm sao chị. Trong cuộc đồng em phải cố gắng thôi để cho ba đứa nó khôn lớn cái đàn được rồi. Sau này mà em bệnh tật chị em đi được. Rồi trước lúc mất thì chị có trăn trối gì lại cho anh không? Có. Bữa nay cố gắng chăm sóc ba đứa cho nó lên người, cho con cái nó học hành lên người. Giờ vợ chồng mình là thốn kém cái chữ rồi. Rồi để cho con cái nó cố gắng cho con cái nó đi học để nó thành người. Kiếm cái chữ để ra ngoài đời, nó ra ngoài xã hội, giao tiếp với xã hội. Từ lúc mà mẹ mất đó, thì anh thấy tâm trạng ba cháu như thế nào? Đêm về tâm sự với em thì nó ước gì mẹ còn sống thì năm người mình sống vậy với nhau để cho bọn con học hành vui bố ấy. Giờ con ước gì để cho mẹ sống lại thì em đấy, em khóc nữa chị, em ôm con em khóc thôi chứ đừng biết làm sao. Người thì cũng đã mất rồi đâu sống lại được nữa, giờ em phải cố gắng để làm sao nuôi dạy các con. Người mất thì cũng đã mất rồi, làm sao sống lại được nữa. Người cha cứ tức tưởi dòng nước mắt tuôn rơi. Anh khóc cho vơi nỗi thổn thức trong lòng, khóc cho tan đi những muộn phiền không biết nói cho ai nghe, ai hiểu. Khóc đó rồi gắng mà gượng dậy, bởi anh còn nặng lời hứa nguyện cùng vợ. Phải ráng làm để nuôi các con nên người. Trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ nặng trên vai, thêm gánh nợ nần khổng lồ mà lúc chạy chữa bệnh tình cho vợ bỏ vợ đó. Từ một thời tay trắng gầy dựng, nay vì bệnh tật vì mùa màng thất bát mà lại trắng tay. Giờ anh chỉ lo sợ sức khỏe mình lỡ có bề gì thì bỏ ba đứa con thơ. Thôi thì số mệnh xui rủi ập đến thì đành chấp nhận, bởi những gì cần làm thì đã làm, bởi anh cũng đã cố hết sức rồi. Giờ thì anh sẽ cố lèo lái con thuyền gia đình đến bến bờ an toàn nhất, bởi quanh bốn cha con vẫn còn nhiều lắm những yêu thương, những sẻ chia an ủi, giúp mọi sóng gió rồi cũng sẽ tan ra thành những dòng chảy nhẹ nhàng vào bờ êm ái.
nó đỡ khổ hơn chứ. Ở dưới này mai một mưa xuống nó không đi được đâu, nắng thì còn được chứ. Mưa là khổ lắm, nó sồi xuống mà nó sồi vô tận trong cái nhà mình đang ở luôn đó chị. Thu hoạch thì giá cả rẻ mà ở dưới này đường khó khăn, đường đi khó ấy, nên là thương lái họ cũng ép giá lắm, còn lời cũng nhiều. Như nguyên riêng em là đã 220 triệu rồi, với lại anh trong anh em với lại bạn bè thì cứ người 50 triệu, có người 20 triệu nữa chị. Ý là tại cái lúc bờ bệnh nó không có một đồng nào luôn, nên là khó khăn lắm. Băng qua đồi, qua dốc, qua bao vườn rau rẫy bắp, rồi dò dẫm từng bước xuống hụt sâu. Đi mới cảm nhận được nỗi vất vả của nghề làm nông. Khi cực công vung xới, đến mùa thu hoạch thì đôi khi gặp nghịch lý của thương trường, được mùa thì mất giá. Rồi tái ương bệnh tật, chạy chữa cả 9 tháng trời mà người không cứu được, giờ nợ nần chất đống, còn lại nhỏ dại. Người đàn ông trông quýnh bức bối, tức tử trước nghịch cảnh bủa vây, này có khát vọng sống đến thâm như được bộc bạch nỗi niềm. Thương cảm cho cảnh gà trống nuôi con, khát vọng sống phối hợp hội bảo trợ người tàn tật, bệnh nhân nghèo và trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương và các chi hội trực thuộc, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đến thăm và trao trợ giúp. Các vị lãnh đạo địa phương, các anh chị, nếu nó là bé này nó đang bị bệnh vậy. Chúc bé một cái người cũng đã dày công làm nên là trước là cũng muốn lên tham gia tiền đó nha. Khó thấy chưa, thấy giờ các chị nhìn cho bạn cho kỹ nè, tập thở xong rồi thì có chị cầm lên nữa, em Trang với cô Điểm tám đó, 2.500.000 đây con cầm cái bạn. Với tổng tiền trợ giúp 310.700.000 đồng, sau khi bàn bạc thống nhất cùng gia đình, ban tổ chức quyết định phân bố số tiền như sau: 20 triệu để thuê 2 sào đất khác vị trí tốt hơn, 30 triệu cất nhà để vừa ở vừa tiện canh tác, 10 triệu làm vốn phân giống, 20.700.000 vừa để mua bảo hiểm y tế, vừa khám chữa bệnh cho 3 cha con, vừa trợ cấp sinh hoạt 3 tháng trong thời gian di dời, 50 triệu trả nợ, 180 triệu gửi tiết kiệm. Chương trình đứng ra xin nợ và khất nợ từ anh chị em bà con xa gần của anh Quýnh để nhẹ bớt thêm phần nào gánh lo cho anh. Rất may mắn trong ngày hôm nay là trời chưa đổ mưa. Chứ nếu mà trời mà đổ mưa nữa thì không biết nói kiểu nào. Nên là đi đứng là nó gặp nhiều cái cản trở. Cái đường khó đi lắm. Mưa gió. Tức là đường đi nó quanh co, đốc đá đi. Phụ nữ đi lần quảng là té liền à. Nam đi còn chịu khúc, đi không được chứ. Trên nơi đường này là chỉ đi bộ là chính, chứ còn đi xe máy thì không được. Quá khổ rồi. Chương trình khát vọng sống là cũng làm nhiều năm cho Lâm Đồng. Và trình khát vọng sống rất là có ý nghĩa. Với lại những bà con, những bà ở vùng sâu, vùng xa mà khó khăn nhất. Cái ý nghĩa của khát vọng sống nó khác hơn những cái người ta cho một lần rồi thôi. Nhưng mà khát vọng sống là giúp đỡ cho các em được đi học và có cuộc sống chi tiêu hàng ngày phân chia hợp lý cái quỹ mà mình đã thu được. Quý vị thân mến, câu chuyện cảm động đầy nước mắt của bốn cha con anh Dương Xuân Quýnh khiến những người tham dự thổn thức khôn nguôi. Thế nhưng, từ trong gian khó mà số mệnh sắp đặt mới thấy rõ hơn được tình người, tình yêu thương đùm bọc mà rất nhiều người đã dành cho gia đình anh suốt bao nhiêu năm tháng khốn khó. Và chắc chắn rằng sắp tới, anh và các cháu sẽ tiếp tục gặp được sự đồng hành, động viên và chia sẻ từ nhiều tấm lòng hảo tâm.
Bởi yêu thương không mất đi mà sẽ được lan tỏa và nhân rộng ngày càng nhiều, nhiều hơn nữa. Hãy cùng Góc Sống đi để mang yêu thương lan tỏa khắp nơi nơi, để đầu đầu cũng hạnh phúc, cũng là nụ cười quý vị nhé. Đến đây, chương trình Khát Vọng Sống xin tạm khép lại. Cảm ơn nhà tài trợ chính công ty Tôn Tân Phước Khanh. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã chung tay cùng chúng tôi và cộng đồng trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.